Audio Jungle. Audio Jungle. Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review bộ phim Hiểm Nguy Di Động. Đây là một bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật. Câu chuyện xảy ra ở thành phố Ohio của Mỹ. Ngày 15 tháng 5 năm 2001, công nhân viên phát hiện ra một vấn đề nhỏ, không có kịp thời xử lý. Một đoàn tàu có 39 khoang, trọng lượng xe lửa lên đến hàng nghìn tấn, giống như một con quái vật thép chạy trên đường ray, tất cả đều bị nó nghiền nát. Càng khủng bố hơn là, trên xe còn có 8 toa chở hóa chất phenol lỏng dễ cháy, còn có thêm 5.000 gallon dầu diesel. Nếu như những chất này bị kích nổ, sẽ có tác dụng khôn lường đến người dân cùng sinh thái địa phương. Nếu như xảy ra một vụ nổ lớn, sẽ tương đương với một đường ống dẫn nổ khổng lồ. Vì thế họ điều động tất cả lực lượng ngăn cản vụ tai nạn này xảy ra. Còn diễn biến căng cực như thế nào, mời các bạn cùng Sakura xem review hôm nay nhé. Dewey là nhân viên lái tàu có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề. Anh đang chuẩn bị điều khiển con tàu mang số hiệu 777 sang một đường ray khác thì đồng nghiệp nói rằng vẫn chưa nối xong ống không khí, nhưng anh không hề để ý, cố chấp điều khiển tàu hòa chuyển hướng. Chính quyết định cố chấp ấy của Dewey đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Sau khi xe lửa khởi động, Dewey nhìn thấy công tắc điểm nối chuyển đường ray có gì đó sai. Vì ống không khí chưa được nối nên xe lửa không có hệ thống phanh hoàn chỉnh. Muốn dừng xe ít nhất phải cần 20 toa, đồng nghiệp bảo anh cứ di chuyển trước, có gì lùi xe cũng được. Nhưng vì muốn tiết kiệm thời gian, tự ý điều chỉnh sang chế độ tự lái với tốc độ thấp, đồng thời rời khỏi khoang điều khiển để điều chỉnh thanh trượt. Mà không ngờ rằng hành động bất cẩn này sẽ gây ra hậu quả không thể vãn hồi. Anh định sẽ dùng tốc độ thấp nhất của tàu để chuyển đường ray trước khi đến nơi. Thật không may, hệ thống này hoạt động với hệ thống phanh hơi của tàu không được liên kết với nhau, nên nó đã bị vô hiệu hóa và tự động bật lại về vị trí cũ. Anh lê cơ thể nặng hơn 100 cân thịt chạy một cách chậm chạp, rồi dương mắt lên nhìn tàu hỏa chạy qua. Ngay cả khi Dewey dẫm lên công tắc trên đường ray thì mọi chuyện cũng đã quá muộn. Cũng may là tàu chỉ mới tăng tốc, Dewey mặt không còn một giọt máu, dốc hết sức chạy theo. Sau một hồi đổ mồ hôi háng, cuối cùng anh cũng đã nắm được tay vịn. Ngay khi anh chuẩn bị leo lên, xuôi rủi thế nào mà lại bị trượt chân, cả người nặng nề ngã xuống đất. Các công nhân gần đó còn cười nhạo anh ngã rất đẹp mắt, họ không thấy được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tàu hỏa chạy rất nhanh, lần này gây họa lớn rồi. Con tàu mang số hiệu 777 mang theo 39 toa hàng không người lái, đang di chuyển với tốc độ cao nhất trên đường ray. Ngay lập tức hai kỹ sư chạy đến thông báo cho trưởng sân ga là Hopper. Sau khi hay tin có chuyến tàu không người lái trên đường ray, cấp trên vô cùng tức giận vì hành động thiếu trách nhiệm này của họ. Jinli cho biết mình đã cài phanh tự động, nên kiểu gì tàu 777 cũng sẽ dừng lại. Hopper hỏi tốc độ cài đặt đoàn tàu là bao nhiêu. Dewey trả lời đoàn tàu chỉ có thể chạy tối đa 10 dặm một giờ. Ngay lập tức cô ấy lệnh hai người họ đuổi theo đoàn tàu. Dựa vào lời báo cáo của anh ta, sau khi xem xét cho thấy 10 phút nữa nó sẽ đến trạm số 5. Vì vậy cô đồng thời cử thêm Ned đến đón đầu để tách nó ra khỏi đường ray chính, đưa vào một đường ray còn trống. Ned theo lệnh đến nơi nhưng đợi đã lâu cũng không thấy ba số 7 đâu. Chỉ thấy hai người Dewey xuất hiện, cả đám nhận ra con tàu dường như đã chạy hết công suất và đi qua nơi này đã lâu rồi. Hết cách, Ned lập tức gọi về cho Hopper báo cáo. Chị da đen hỏi lại anh béo về vận tốc con tàu. Dewey lúc này chỉ có thể thú nhận sự thật với cô ấy, rằng đây là con tàu chở hàng đã được gia tốc nhanh hơn thông thường, chưa kể phía sau còn chở theo 39 toa hàng hóa, di chuyển với vận tốc tối đa. Hopper bảo bọn họ tiếp tục đuổi theo, sau đó nhận thấy mọi chuyện đã trầm trọng hơn cô nghĩ, liền liên hệ với phó giám đốc điều hành Gavin, thông báo cho cảnh sát địa phương của các quận và tiểu bang, chặn các giao lộ giữ người dân tránh xa đường ray chính. Lúc này con tàu đã tăng hết tốc lực lao ầm ầm về phía trước, nó giống như một con quái vật kim loại khổng lồ. Cách đó không xa, một chuyến tàu khác đang chở các trẻ em tham quan an toàn đường sắt, vẫn chưa biết gì mà ung dung trên tuyến chính ngược chiều 3 số 7. Họ sẽ va chạm nhau trong không đầy 20 phút nữa. Hopper cấp tốc yêu cầu tài xế chuyển qua đường ray phụ, trong khi bọn trẻ vẫn nhốn nháo phía sau. Tài xế lúc này mặt đã cắt không còn giọt máu, qua ngã rẽ này là đến nơi giao nhau. Không ngờ con quái vật kia đã xuất hiện trước mắt ông, đang đối đầu với đoàn tàu của họ. Bác tài rớt mồ hôi hột, vừa lái vừa niệm. Vào giây cuối cùng may mắn tách khỏi đường ray chính chỉ trong chớp mắt. Bọn trẻ nhìn đoàn tàu to lớn bên cạnh lao như vũ bão, không biết gì còn mở to mắt hoan hô, chẳng hay thần chết vừa ngấp nghé mình. May mà khoang toa xe du lịch khá ngắn, nên đã thành công tránh được thần chết. Lúc này hai người Dewey cũng đã liều mạng đuổi đến nơi. Trải qua nhiều lần thất bại, Jinli cũng đã nắm được tay vịn ở buồng lái. Khi sắp trèo qua thì xuất hiện đèn giao thông, đồng nghiệp nhanh chóng rút tay về, suýt thì mất luôn cái mạng. Phía trước lúc này đã không còn đường cho xe ô tô, kế hoạch leo lên tàu thất bại, họ chỉ có thể nhìn nó chạy ngày càng xa.
Mối họa cứ liên tiếp kéo đến, khi thanh tra cục quản lý cho biết, có 8 trong 39 toa chở hàng đó chứa chất phenol nóng chảy, đó là hóa chất độc hại và dễ cháy, cộng thêm hơn 5.000 gallon dầu diesel, nếu đoàn tàu chật bánh sẽ gây ra một vụ nổ thảm họa. 777 hiện giờ chẳng khác gì một quả bom nổ chậm đang bay vòng vòng thành phố. Lúc này tại một điểm giao lộ, cảnh sát đang tiến hành sơ tán lập chốt an toàn. Phóng viên và nhiều người gan lớn cũng lập tức có mặt để hóng chuyện. Thình lình một tài xế không để ý, muốn lao thẳng qua giao lộ. Nhìn thấy cảnh sát chặn lại, ông ta vội đánh lái đâm vào chiếc xe tải bên cạnh, khiến nửa sau của nó rơi vào đường ray. Người dân sợ hãi hò hét ầm ĩ. Ngay lập tức 777 phi như bay đến. Ngựa trên xe tải và chủ nhân nhanh chóng chạy ra ngoài. Giây tiếp theo, tàu đã tông tan tành chiếc xe xấu số, nhưng 777 không hề xây sát gì. Còn chiếc xe tải bị lật ra ngoài, tàu vẫn tiếp tục chạy. Con tàu lúc này đã chạy với tốc độ 71 km/h, hơn nữa còn không ngừng tăng lên. Mọi việc bấy giờ đã vượt xa tầm kiểm soát của mọi người. Hopper đề nghị làm chật bánh khi đoàn tàu đi qua vùng không có dân cư, nhưng đã bị Gavin bác bỏ vì muốn giảm bớt tổn thất. Nếu xảy ra sự cố sẽ bồi thường hàng trăm triệu đô. Cổ phiếu cũng sẽ tuột dốc không phanh, chẳng mấy chốc đoạn camera ghi hình vụ va chạm vừa nãy đã được tung lên khắp báo đài, khiến người dân bang Pennsylvania vô cùng lo lắng. Trên tàu có 8 khoang chứa chất nguy hiểm, cùng với 5.000 gallon dầu đang di chuyển đến khu vực tập trung đông dân cư. Một khi lật tàu thì hàng chục nghìn người sẽ tử vong, buộc chính phủ phải vào việc. Sau khi bàn bạc, Gavin đã đưa ra kế hoạch, cử kỹ sư kỳ cựu giúp lái đoàn tàu 2 toa chặn đầu 3 số 7, cố để làm nó chậm lại. Sau đó một đội khác sẽ hộ tống cựu thủy quân lục chiến Ryan bằng trực thăng, giúp anh hạ cánh xuống buồng điều khiển 777. Sau khi được đưa vào đường ray chính, rút dùng kỹ thuật canh chờ đoàn tàu 777 đến gần, từ từ đưa tàu của mình đạt cùng tốc độ với nó, là 70 dặm một giờ. Thấy thời cơ đã đến, rút liền chậm chậm giảm tốc. 777 lập tức tông vào đuôi tàu của ông, cả hai va chạm làm bánh lái tóe lửa. Nhưng ba số 7 vẫn chẳng có dấu hiệu giảm tốc, vì vậy rút lại tăng tốc lên phía trước. Cứ như thế nhiều lần giảm tốc để kìm hãm nó lại. Cuối cùng vì kinh nghiệm đầy mình, rút đã thành công làm ba số 7 chạy chậm lại. Đến khi còn dưới 40 dặm, ông liền liên lạc cho phía trên, trực thăng nhanh chóng bay đến. Ryan cũng đu dây xuống nóc tàu. Tình hình có vẻ khá khả quan, nhưng không ngờ rằng khi còn chưa đứng vững, 777 lại phát điên tăng tốc rồi hút vào đoàn tàu của rút một phát, tiếp tục lao nhanh về phía trước. Quán tính làm Ryan bay một quãng khá xa đập người vào toa tàu, chấn thương sọ khỉ làm cậu ta bất tỉnh ngay tại chỗ. Kế hoạch hoàn hảo cứ thế tan tành mây khói. Lúc này, tim mọi người đều nhảy lên tận cuống họng hết rồi. Bi kịch chưa dừng ở đó, khi phía trước 777 bây giờ là đoàn tàu của rút. Mọi chuyện đã đến nước này, họ chỉ còn cách ở đường ray giao nhau phía trước. Ông ấy có thể giảm tốc và chuyển hướng 3 số 7 vào đường ray phụ. Nhưng dù dày dặn kinh nghiệm đến đâu, sức người vĩnh viễn vẫn không so được với con quái vật bằng sắt này. 777 vẫn lao như điên về phía trước không hề chậm lại. Khi ông chuyển đường ray, vì tốc độ đẩy từ phía sau quá nhanh, theo quán tính đoàn tàu của rút đã lệch khỏi đường ray. Cú va chạm khiến nhiên liệu bốc cháy làm nổ tung đầu xe lửa, còn người cũng mất mạng. Sự hy sinh này của ông đã làm mọi người vô cùng đau đớn. Hopper không ngăn nổi nước mắt, còn Dewey chỉ có thể hối hận muộn màng. Nhưng mọi chuyện vẫn tiếp tục căng như dây đàn. Khi trước mặt 777 bây giờ là đoàn tàu mang số hiệu 1206, lao đi với vận tốc tối đa và chuẩn bị va chạm trực diện với 777. Đoàn tàu chở 25 toa, trong buồng lái là kỹ sư Frank và nhân viên mới Will Conson. Hai người đang nội chiến chí chóe, vì Will tuổi trẻ chưa trải sự đời, đã tự ý kéo thêm 5 khoang chở hàng. Nhận được tin dữ từ Gavin, đoàn tàu của họ phải rẽ ở cua cách đó 10 km nữa. Nếu hai chuyến này mà hôn nhẹ má nhau một phát, hậu quả không biết sẽ kinh khủng thế nào. Nhưng vì kéo thêm 5 khoang, đã làm hạn chế vận tốc của 1206. Rất nhanh Frank đã nhìn thấy 3 số 7. Việc đầu tiên ông làm là gọi điện cho người thân, nói với con gái lời trăn trối cuối cùng trước khi chết. Ngay khi sắp đối đầu trực diện với nó, Frank nhìn thấy phía trước có một đường ray đang sửa chữa. Đó có thể nói là cọng rơm cứu mạng của họ. Nhưng đột nhiên ông ấy lại hãm phanh giảm tốc độ. Will không tin nổi hành động này, bèn bảo Frank có gì thì từ từ nói, không cần nghĩ quẩn như thế. Frank liếc anh ta, rồi trả lời nếu không giảm tốc độ lại, lúc chuyển đường ray tàu sẽ chật bánh, chừng đó mới thật sự là toi mạng. Tốc độ giảm xuống 40, mắt thấy 777 đã gần kề, tim mọi người liên tục đánh lô tô. Đoàn tàu 1206 cũng đã đi vào chỗ sửa chữa. Hai con tàu lướt qua nhau, chính vào lúc mọi người hoan hô tàu 1206 đã an toàn. Nhưng còn chưa kịp thở phào, 5 toa cuối cùng đã không qua khỏi, chính thức làm thảm lót đường cho đoàn xe quái vật kia. Nó đâm vỡ nát toa tàu xấu số rồi tiếp tục nghênh ngang nam tiến.
thấy tổn thất tàu 777 gây ra càng ngày càng lớn, lãnh đạo trung tâm đã quyết định cho tàu 777 chật bánh khỏi đường ray. Tại một khúc cua nằm trên thị trấn Stanton đông dân cư, các quan chức đồng ý với quyết định sẽ đánh nó chật bánh tại thị trấn Arklow nhỏ hơn nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức tối đa. Trong khi đó, Frank nhìn thấy toa cuối cùng của 777 có một khớp nối mở, đề nghị chạy theo và ghép động cơ tàu của mình vào. Sau đó dùng phanh của 1206 để giảm tốc 3 số 7, đồng thời cảnh báo việc sử dụng thiết bị chật bánh sẽ không có hiệu quả. Anh đầu chọc có 28 năm kinh nghiệm nói rằng, loại tàu như 777 hoàn toàn không thể chật khỏi đường ray, thế là anh ta quyết định đích thân đến đó đuổi theo 777. 1206 bắt đầu đuổi theo 777 với tốc độ hơn 60 dặm, muốn móc tàu 1206 vào 777 để giảm tốc, nhưng Gavin điều hành không đồng ý, sợ có gì lại hỏng thêm cả 1206, nên dọa sẽ sa thải Frank và Quill. Nhưng anh đầu chọc bày tỏ chắc tôi quan tâm. Frank nói rằng 72 ngày trước, mình đã nhận được thông báo ép buộc nghỉ hưu của công ty, dù gì thời gian làm việc của anh cũng không còn nhiều nữa. Frank làm vậy không phải vì công ty, mà vì nhân viên lái tàu đã qua đời và những người dân địa phương. Quan trọng nhất là trách nhiệm với công việc trong team anh. Nhờ tinh thần ấy của Frank, Quill không những thay đổi thành kiến của mình, mà còn quyết định kề vai sát cánh cùng anh. Hopper cũng tranh thủ cảnh báo cho Frank về 8 toa chở chất nổ trong đoàn tàu 777. Vậy nên, cô mong Frank sẽ thử một lần, bên này để đề phòng vạn nhất, cảnh sát đã có mặt bắt đầu sơ tán người dân trong thị trấn. Một khi tàu 777 phát nổ, thì cả thị trấn sẽ tan thành tro bụi. Lúc này, một vài cảnh sát cầm sẵn vũ khí đứng trước điểm giao cắt, nếu có thể bắn vỡ phanh riêng trên đầu tàu, để làm giảm phần nào tốc độ của nó. Nhưng đây là một việc làm hết sức nguy hiểm, sai một ly đi một dặm, bởi bên cạnh van an toàn chính là bình nhiên liệu. Chẳng bao lâu con quái vật kim loại đã xuất hiện, đội cảnh sát tinh anh nhất theo chỉ thị bắt đầu nổ súng. Ok, nhớ đây, bắn vào cái nút màu đỏ, nhưng vẫn không đạt được kết quả như mong đợi. Bất lực nhìn ba số 7 chạy vèo qua, cách thị trấn 3,2 km, các nhân viên cũng đã bố trí thiết bị làm chật bánh đâu vào đấy. Trùng hợp nơi này không có người ở, nhìn nó ngày càng tới gần, trong lòng mọi người lần nữa nhen nhóm ngọn lửa hy vọng. Có tổng cộng 6 máy làm chật bánh, nhưng đúng như lời Frank nói, con mãnh thú 777 với tốc độ bàn thờ 100 cây chuối trên giờ và trọng lượng hàng chục nghìn tấn của đoàn tàu, những thiết bị này chẳng nhằm nhò gì cả. Bánh xe 3 số 7 lăn ngang, tất cả đều bị nghiền nát thành tro bụi. Kế hoạch lại thất bại rồi, hiện tại có vẻ như đầu tàu 1206 chính là toàn bộ hy vọng của mọi người. Hopper nóng lòng cũng chiếm quyền kiểm soát từ tên Gavin để hỗ trợ cho kế hoạch của Frank và Quill. Tình hình đã vô cùng gấp rút, bởi chỉ còn 2 giao điểm nữa là đến khúc cua tử thần. Với tốc độ hiện tại của đoàn tàu điên này, nó chắc chắn sẽ chật đường ray lao thẳng vào thị trấn, mà bên dưới cầu lại chứa đầy các thùng dầu, cộng thêm 8 khoang chất dễ cháy của 777. Thương vong là không tính nổi, mặc dù hy vọng cứu được đoàn tàu này vô cùng mong manh, nhưng 1206 vẫn liều mạng bám theo hết tốc lực, cũng biết rằng lần này có đi là không có về. Hai anh chàng Frank và Quill vẫn vô cùng vui vẻ khi đã cố hết sức của họ. Phương tiện truyền thông cũng đưa tin về anh đầu chọc và anh nhân viên. Người nhà hai anh nhìn thấy tin tức trên TV, mà trái tim của họ cũng rớt một cái bịch. Xe cảnh sát vẫn không ngừng bám theo con mãnh thú 777. Chỉ cần có cơ hội là họ sẽ ra tay khống chế nó. Khi chỉ còn thời gian một giao điểm, Frank đã đuổi kịp đuôi tàu 777. Khi đuôi tàu vừa chạm với con mãnh thú 777, họ sẽ bắt đầu cuộc giằng co với quái vật nặng 13.000 tấn. Nhưng đây là một công việc đòi hỏi kỹ thuật. Nếu tốc độ quá cao thì sẽ làm đầu tàu bị phá hủy. Nhưng nếu quá chậm thì không thể nối hai tàu vào nhau. Quill quyết định nhanh chóng bước ra ngoài hành lang. Anh cần phải quan sát và dùng tay ra hiệu cho Frank móc vào toa cuối của nó. Khoảng cách ngày càng được rút ngắn. Frank thủ thế có thể giả phanh giảm tốc bất cứ lúc nào. 3m, 2m, 1m, nhưng lúc này vì bị đẩy đột ngột, toa tàu cuối cùng đã bị nứt ra. Số ngũ cốc trong đó bắn ra tung tóe ra ngoài, che khuất tầm nhìn của Quill. Xém chút nữa thì anh đã rơi xuống, kế hoạch lần này thất bại. Vợ của anh ở nhà lúc này cũng đã nhìn thấy bản tin, vô cùng lo lắng. Bên kia các con của Frank cũng nhìn thấy bố trên truyền hình, chỉ có thể hồi hộp theo dõi. Sau một hồi phối hợp nhịp nhàng, Frank cũng đã cho đầu tàu móc vào khớp nối 777, nhưng mối nối cần được khóa lại nếu không sẽ rơi ra. Vì thế Quill đã bất chấp nguy hiểm nhảy lên thanh nối của hai đoàn tàu. Lúc này tốc độ ngày càng nhanh hơn, anh dùng chân đạp mạnh vào khóa nối. Tuy thành công nhưng đồng thời chân anh cũng bị thương, nhưng anh ấy cũng đang xuất khỏi tầm mắt của chúng ta. Không lẽ Quill đã ngã xuống dưới rồi? May mà vẫn chưa rơi, anh túm được thanh sắt, cố gắng kéo mình lên. Mọi người đang xem trực tiếp liền bị một phen thót tim. Quill cố gắng nén đau lê lết bàn chân về cabin, mặc dù cái chân của anh hiện tại vô cùng đau đớn. Nhưng Quill không có nhiều thời gian để bận tâm cho chuyện này. Anh dùng băng keo tạm thời dán cố định vết thương lại. Bây giờ họ còn phải đối mặt thứ lớn hơn, đó là con mãnh thú 777.
Frank liền cho hãm phanh 1206. Bánh xe của họ lúc này tóe lửa, tốc độ tàu bắt đầu giảm xuống còn 60. Cuối cùng anh ấy cũng lộ ra nụ cười, tốc độ giảm xuống dưới 50. Nhưng chưa duy trì nổi 30 giây, thì đột nhiên tốc độ lại tăng lên. Hóa ra mã lực của 777 quá lớn. Toàn bộ phanh của 1206 gần như bị phá hủy hoàn toàn và bị kéo đi. Tốc độ chỉ có thể mỗi lúc một tăng, bởi vì trọng lượng của ba số 7 quá nặng. Trong khi 1206 chỉ có một toa tàu, không thể nào kìm hãm nó được. Lúc này họ lại nghĩ ra một cách, các khoang tàu đều có chế độ phanh tay. Nếu có thể bật phanh tay cho mấy toa cuối, có thể họ sẽ phần nào làm giảm tốc được con quái vật. Lần này đến lượt Frank ra trận, để Quill có thể nghỉ ngơi hồi sức. Ông ấy bất chấp tốc độ lao nhanh của đoàn tàu, nhảy qua từng toa một, dùng tay chuyển động vô lăng. Ở trên mỗi khoang tàu đều khởi động phanh tay. Lúc này tốc độ tàu giảm còn 33. Lúc này theo kế hoạch, Quill liền cho tàu mình phanh lại. Thấy sắp thành công rồi nhưng toàn bộ khoang tàu tóe lửa hết. Lần này lại thất bại rồi. Anh nhân viên liên hệ với anh đầu chọc, nói với anh ta hệ thống phanh hỏng hết rồi. Động cơ của tàu 777 quá mạnh so với những gì họ nghĩ. Ba số 7 liền dần dần tăng tốc trở lại. Lúc này lại chuẩn bị đi đến khúc cua. Con tàu mất lái sắp sửa đi vào khúc cua trên cầu. Trên biển ghi chú tốc độ tối đa 15, nhưng vận tốc hiện tại là 60. Một khi đi vào khúc cua thì chắc chắn sẽ chật bánh. Bên dưới cầu thì lại toàn là bồn chứa dầu, cộng thêm chất dễ cháy trên tàu thì diện tích cháy nổ lớn chưa từng có. Chính vào thời khắc cuối cùng, anh đầu chọc đầu liền nảy số liên tục, nhất là khi khúc ngoặt Stanton đã xuất hiện trước mắt. Frank ra hiệu cho Quill sử dụng phanh hơi độc lập, hai người điều phối thời gian phanh với nhau, cố gắng giảm tốc hết mức có thể đủ để vượt qua đường cong này. Đường cong gì mà còn cong hơn cả Ngọc Trinh là sao? Dù chỉ còn tốc độ tầm 25 dặm, nhưng vừa đi vào khúc cua, một số hàng hóa không được cố định chắc chắn đã bay hết ra ngoài. Chỉ chờ thời cơ để lật xe, Will nghe chỉ thị lập tức kéo phanh tay, nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra. Frank bên ngoài liên tục khích lệ anh hãy kéo tiếp, Will hít sâu lại tiếp tục kéo rồi nhả phanh. Điều này giống với kỹ thuật phanh lúc lái xe hơi, thân tàu đã nghiêng một góc 25 độ, có thể gặp nguy hiểm lật tàu bất cứ lúc nào. Tia lửa trên đường dây tóe ra nhiều hơn, bởi vì đoàn tàu bó cua gắt nên đã tông hỏng mấy cây cột điện. Sau nhiều nỗ lực của nhân viên mới, thật may họ cũng ghi được thân tàu trở lại. Cuối cùng trong sự hồi hộp nghẹt thở của mọi người, họ thành công đưa 777 an toàn vượt qua khúc cua tử thần. Dân chúng bên ngoài cũng đồng loạt hoan hô, nhưng hiểm họa không kết thúc ở đó. Đoàn tàu qua khúc ngoặt lại bắt đầu có dấu hiệu tăng tốc. Frank thấy thế đã cố vượt qua các toa chạy đến buồng lái, nhưng đi chưa được bao lâu ông đã bị chặn trước một toa tàu. Khoảng cách này quá xa để có thể nhảy qua, ông không có cách nào vượt qua được. Đoàn tàu ngày càng nhanh hơn, lúc này đột nhiên Ned xuất hiện như một vị thánh. Ông chạy đến bên cạnh toa tàu của Quill, muốn anh nhảy qua xe mình trước khi 777 trở về tốc độ tối đa. Sau một hồi do dự, anh dùng hết sức bay sang xe bán tải của Ned. Hành động này lần nữa làm dân chúng không khỏi trầm trồ. Rất nhanh Ned lái xe đuổi theo 777, đây là cơ hội cuối cùng. Hơn 20 giây nữa thì phía trước không còn đường cho xe hơi chạy nữa. Rốt cuộc cũng bắt kịp tốc độ của nó. Anh nhân viên chuẩn bị sẵn tư thế, đợi khi chạy ngang hàng với cabin của con quái xế. Quill lần nữa dùng hết sức nhảy sang, nắm được thanh chắn của nó. Nhưng dưới chân lại lơ lửng không có điểm tựa, vài lần bị kéo lê trên đường. Lúc này phía sau có hơn 10 chiếc xe cảnh sát bám theo. Quill dựa hết vào sức lực của hai cánh tay, cuối cùng cũng thành công kéo mình lên. Giây phút anh bước vào buồng lái mọi người như vỡ òa, không ngừng vung tay hò hét. Sakura chắc rằng niềm vui này còn mãnh liệt hơn vô địch Von Cup nữa, vì có hàng ngàn hộ gia đình sẽ bình an, tránh được thảm họa mà đoàn tàu gây nên. Quill bắt đầu kéo phanh cho 777, con dã thú đã thôi hò hét, dần dần giảm tốc và dừng hẳn ở 2 km kế tiếp. Đến lúc này Quill mới có thể nở một nụ cười nhẹ nhõm, anh đã thành công làm được một chuyện được xem không tưởng. Anh chạy ra ngoài giơ nắm đấm thắng lợi với Frank lên cao. Vụ tai nạn mang tính hủy diệt cuối cùng cũng đã được giải quyết, vợ con Quill cũng đến đoàn tụ với chồng, còn chuyện đối phó với báo đài cứ để Ned tha hồ bóc phét. Hopper cũng đến để chúc mừng hai người đàn ông đã chính thức trở thành anh hùng trong mắt gia đình và công chúng. Sau đó Frank cũng được thăng chức và nghỉ hưu với đầy đủ quyền lợi. Bộ phim đến đây là hết rồi. Hiểm nguy di động dựa theo một hiểm họa có thật tại Ohio, nước Mỹ. Rất may sự việc ngoài đời không tồi tệ như vậy. Đoàn tàu đã được phanh lại kịp thời trước khi gây ra thương vong cho người và của. Câu hỏi của Sakura là, các bạn đã từng đi tàu hỏa bao giờ chưa? Nếu chưa thì nên đi thử một lần cho biết nhé. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura, để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.